loại màu xanh. Con đi qua đây. Hai cho con mày trắng như hoa vậy. Yeah. Còn em bé thì nó em phèo với cái gì? Chung cái thịt bằm. Còn cái kia? Rồi. Có thịt bằm chưa hả? Phường 55, chị nghe rồi. Em mình dẫn các bạn đi ăn hủ Tướng Linh ở Vũng Tàu nha các bạn. Giờ mình đã order rồi, chuẩn bị có đồ ăn rồi nha các bạn. Tới đây mình ăn gì cái món này nè. Đó, em mở. Mì của anh ra nè các bạn ơi. Anh Phát làm cho. Nhớ có cái ớt xào không? Giờ tụi mình đi uống cà phê các bạn ơi. Kè, đi qua đây. Bây giờ mình đang ở số 1 Baku, ở bể trước. Mấy bạn thấy mấy cái trong trống, mấy cái màu xanh, đỏ, tím, vàng không? Mỗi lần mà gió mạnh thiệt mạnh nó thổi quay đẹp lắm nha. Trời ơi, có thằng giống như cái chiếc xe đạp kìa. Ủa, mình ở đâu? Đi vô. Ok, chút đi. Đi vòng vòng đi. Ở đây là cuối tuần người ta hay ra ngoài đây chơi nha các bạn. Gì? Bài mày đâu ra? Chắc đó. Quán cà phê này nó có ở trong á, là nó cho dành cho con nít chơi nữa các bạn. Mỗi một vé như vậy là 30.000. Mấy bạn muốn dụ cà phê hay là mấy bạn muốn cho con các bạn vô trong trống chơi thì đi vô trong quán cà phê này chơi nè, thấy không? Nó cũng nằm ở số 1 Baku luôn các bạn. Nó nhúng không nè. Ngồi đây mình thấy nguyên một đoàn mô tô chạy qua luôn kìa, quá ghê rồi. Lấy cho nó ở đây là siêu thị Lotte nha mấy bạn, ở Vũng Tàu ngay chỗ Đạt Liệt Sĩ á, mấy bạn ghé ngang qua thì mấy bạn vô đây chơi. Hai đứa kia không có đấm nhau nha.
lòng chứ ta. Phát dưa hấu. Quá còn này gì tôi phát sầu riêng Campuchia với bích Lào. Bây giờ mình sẽ đi về nhà các bạn ơi. Mong rằng các bạn sẽ thích video này nha.